Sau đây là tất cả các phim Oscar trong vòng từng này phút Kết quả Oscar thì đã có rồi Và nếu bạn đang chưa biết gì về nó Thì video này sẽ giúp bạn có tư liệu để chém gió về nó trên mạng hoặc ngoài đời Đứng đầu danh sách là kẻ hủy diệt Weibo Oppenheimer Bộ phim là hành trình chế tạo ra bom nguyên tử Thứ mà đã khiến hơn 100.000 người thiệt mạng Bắt đầu với OP Một sinh viên đại học người đạt đủ tiêu chí ba k Không tiền bạc, không bạn bè, không tình yêu Trung bình sinh viên Nhưng mà lại có niềm đam mê vô bờ bến với vật lý lượng tử cứ tưởng rằng cuộc đời của ông này sẽ chỉ gắn liền với cái phòng lab thì một ngày đẹp

giáo sư X xuất hiện và gạ Oppenheimer tới Đức không phải để giơ tay một góc 45 độ mà là để làm nghiên cứu sinh bởi vì trong buổi giảng hôm trước thì OP đã hỏi một câu rất hay và làm khó được ông OP thích lắm liền chốt điều thế là cậu có một vé tới quê hương thứ hai của Hitler nhưng vẫn không phải để giơ tay góc 45 độ tại đây thì OP đã học được rất nhiều thứ mới và đạt được những thành tựu tuyệt vời như là không giơ tay góc 45 độ nhưng mà vì phim Time skip đoạn này nên tôi cũng không biết nó là cái gì chỉ biết là sau một thời gian ở Đức thì OP đã được mời sang giảng dạy tại một trường đại học ở Hà Lan tại sao không phải là một trường ở Đức tại vì Đức sẽ tấn công Hà Lan và OP thì vẫn không chịu giơ tay góc 45 độ. Sau khi tuổi xuân trôi qua một nửa thì OP cũng quyết định về nhà và giảng dạy tại Học viện California Mỹ. Mục đích của ông khi tới đây là làm công ăn lương và giảng dạy về vật lý cho các sinh viên hoặc người đi làm. Khổ một cái là ngày trước đi học thì người ta dạy ông vật lý chứ không ai bảo ông là đi dạy học thì chỉ nên dạy chứ không nên dính lưu tới chính trị. Và OP về Mỹ thì kiểu siêu dính lưu tới chính trị. Nhưng mà được cái là ông gặp được Jin, người có ảnh hưởng rất lớn đến sinh tiết của ông nhưng mà vẫn không thuyết phục được OP giơ tay góc 45 độ. Nhưng mà tình đầu thì không thành, jean thì muốn yêu trong khi thứ OP có chỉ là cuốn sách giáo khoa về đồng lý thuyết vật lý lượng tử. Một thời gian sau thì ở Đức bất ngờ xuất hiện hai nhà khoa học có thể tách thành công hạt nhân uranium. Oppi kiểu điêu, nhưng mà không phải là điêu, tại vì một đồng nghiệp của ông cũng làm được. Thế là Oppenheimer đi chế bom nguyên tử. Đến năm 1939 thì cả thế giới mang hết súng ống xịn nhất ra bắn nhau chiếm đất. Đức lúc này được dẫn dắt bởi một ông giơ tay góc 45 độ đã cản quát châu Âu. Mỹ thấy thế nên họ nghĩ là mình cần một thứ vũ khí hủy diệt mà sau này chắc chắn họ sẽ không dùng lên người Đức. Oppenheimer được triệu hồi chế bom nguyên tử các thứ. Thế các bạn thì đấy là phần đầu của phim. Dù nó kéo dài gần một tiếng đồng nhưng mà nó cũng khá dễ hiểu. Tại vì việc thuật lại cuộc đời của một nhà khoa học đại tài như Oppenheimer thì nó cũng không thể sơ sài được. Trong Oscar lần này thì Oppenheimer đã giành tới 13 đề cử chứng minh được cái thực lực của Nolan trong việc làm phim. Nhưng mà Oppenheimer thì vẫn là một bộ phim khá tăm tối và khó hiểu. Bạn cần xem phê phim đấy. Tất nhiên rồi, nó là phim nghệ thuật mà. Nên là để làm mới bầu không khí thì hãy cùng tôi chuyển sang bộ phim vẫn khó hiểu nhưng mà nhiều màu hồng này, Barbie. Trái ngược với lượng kiến thức nhiều như dân số Ấn Độ của Oppenheimer thì những gì bạn cần khi xem Barbie là một cái đầu lạnh và trái tim yêu quý nữ quyền. Mặc dù bị cấm chiếu ở Việt Nam nhưng mà Barbie là một bộ phim xem ok, chắc thế và giành được đề cử trong giải phim hay nhất của Oscar 2024. Đây là câu chuyện của Barbie nhưng mà không phải là Barbie bình thường mà là Barbie typical, tức là nguyên mẫu của búp bê Barbie. Các Barbie bây giờ thì không còn ở trong nhà búp bê mà có hẳn một thế giới riêng tên là Barbie Land. Tại đây thì các Barbie chả phải làm gì hết, suốt ngày chỉ vui chơi, tiệc tùng, thích thế, chờ ở nhưng mà không có hạnh phúc nào là mãi mãi và cuộc sống của Barbie cũng thế. Trong một ngày đẹp trời khi thức dậy thì typical Barbie nhận ra là đã có một số thay đổi trong cơ thể mình. Đầu tiên thì sáng ngủ dậy mồm hôi, sau đó là nước lạnh và bữa sáng cháy xém, sữa thì hết hạn. Đỉnh điểm là đôi chân kiễng huyền thoại của Barbie đã chạm đất. Điều này còn vô lý hơn cả việc có người khen phim chân thành nên là các Barbie khác đều rất sốc và khuyên là typical Barbie nên đến gặp Barbie kỳ dị để sửa lại cơ thể. Typical Barbie thì cũng không muốn gặp Barbie kỳ dị đâu nhưng mà cũng hết cứu nên là quyết định là khoác lên mình bộ cánh mới ghé thăm cung điện của Barbie kỳ dị trong không khác gì nhà Mickey Mouse Gặp được Barbie kỳ dị thì typical Barbie cuối cùng cũng biết là mình bị gì Và câu trả lời là cô bị gen Z Tức là gặp vấn đề về tâm lý Nên là đã sinh ra vết nứt giữa Babyland và thế giới thực Đó cũng là lý do mà typical Barbie xuất hiện những triệu chứng kỳ lạ Nhưng biết mình bị gì là một chuyện nhá Chữa được hay không là một chuyện khác Rất may là bệnh của typical Barbie thì nó chữa được Nhưng mà với điều kiện là phải tới thế giới thực Để giải quyết vấn đề tâm sinh lý cho một cô bé mười mấy tuổi Ban đầu thì Barbie định một mình tới đấy Nhưng mà như thế thì lại không đúng với tinh thần của phim nữ quyền Thế nên là cần có một tệp đính kèm nam giới đi theo và đó chính là Ken. Con con búp bê được bán cặp theo với Barbie nhưng mà cũng trái quan tâm. Bằng một cách miễn cưỡng thì Ken và Barbie bắt đầu hành trình khám phá thế giới loài người và còn những gì sau đó thì diễn ra đúng như những gì các bạn nghĩ. Barbie gặp lại cô bé từng chơi mình nhưng bất ngờ chưa người chơi cô không phải là cô bé mà là Ken mà là mẹ cô bé nhưng mà điều đấy thì không quan trọng lắm vì cuối cùng thì họ cũng bắt tay nhau rồi thóc no, rút xu để giải quyết vấn đề. Nhìn chung thì cốt truyện của Barbie nó khá đơn giản có nhiều yếu tố giải trí nên là nó không phải là phim khó xem trừ khi là bạn xem 7749 video tiktok nữ quyền xong rồi tự trích cờ bản thân. Barbie nó nhằm vào và một vấn đề mà bất kỳ bộ phim nào cũng phải lưu ý nếu muốn thắng Oscar. Nhưng mà thay vì bi kịch hóa cuộc đời của người phụ nữ như Trấn Thành thì đạo diễn của Barbie lại chọn cách kể hài hước theo kiểu dark comedy. Ngoài ra thì phim cũng không chỉ nói về mỗi phụ nữ mà là mong tất cả các giới đều có quyền được nói và làm những điều mình muốn. Phim này thì có đường lưỡi bò nên là nếu bạn yêu nước thì hãy chuyển sang bộ phim thứ ba American Fiction. Đây là Ellison, một giảng viên đại học người có tính cách của Tony Stark tức là xấu tính ấy nhưng mà lại da đen. Thế là Ellison bị đình chỉ giảng dạy tại vì chọc chó quá nhiều. Ngoài làm giảng viên thì Ellison gọi là nhà văn nhưng mà sách của ông bán chả ai mua tại vì nó quá là phê phim trong khi mọi người thì thích chê phim review cơ ý, 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 tôi là sách ông này khó hiểu trong khi mọi người thích cái gì đấy đơn giản hơn mất dạy hơn như là sách của bà này bán cực kỳ chạy chỉ vì nó nói về người da đen Ellison thì quá là chán đản với cái sự tụt giảm trong chỉ số IQ của con người nên là quyết định quay về nhà Boston tại đây thì ông gặp lại gia đình và biết được là bố mình từng cắm sừng mẹ mình và mẹ mình thì bị Alzheimer thằng em trai thì gay và bị vỡ bỏ chắc là khó khăn cũng thế thôi đúng không không một thời gian sau khi Elison về nhà thì chị của ông cũng qua đời và cũng vì thế mà nguồn kinh tế trong nhà biến mất và Elison phải tự tay chăm sóc mẹ và tất nhiên là cả đống sinh hoạt phí mà một giảng viên đại học bị đình chỉ thì sẽ không thể trả được những điều này đã truyền cho Elison cảm hứng viết nên cuốn sách tệ nhất trong sự nghiệp văn trường của mình tên nó là bị tắt kiếm tiền trên YouTube tôi sẽ không đọc cái tên ra đâu thì cuốn sách nó viết về cái sự chơi vơi về một cuộc đời của người da màu nhưng lại bất ngờ nhận được sự hưởng ứng từ các nhà xuất bản và bán siêu chạy thậm chí là còn xuất hiện trong bảng xếp hạng của tờ New York Times sự nghiệp của Elison lên như diều gặp gió nhưng mà ông không hài lòng với cái điều này tại vì sao xem phim đi thì biết American Fiction là một bộ phim nghệ thuật nhưng mà nó cũng không hề khó xem thậm chí là còn khá dễ xem nó xoáy vào những cái vấn đề nhạy cảm theo kiểu là hài hước và chủ yếu cả khịa sự văn minh nửa mùa của xã hội Mỹ kiểu như là biến bạch tuyết thành người da đen và thêm người nhận phiên bản nữ cá nhân tôi thấy thì đây là một bộ phim hay khá hài nhưng mà nếu bạn không thích hài thì chúng ta có thể chuyển sang bộ phim tiếp theo là Anatomy of a Fall mở đầu bằng cuộc phỏng vấn của Sandra với cô gái này họ đang trò chuyện vui vẻ thì bất ngờ từ trên tầng có tiếng nhạc rất to và vì nhạc quá to áp tiếng người nói nên cuộc phỏng vấn phải tạm dừng. Cùng lúc đó thì đứa con khiếm thị 11 tuổi của Sandra cũng dắt chó đi dạo trong điều kiện thời tiết mà không thể nào đẹp hơn. Một lát sau thì thằng bé trở về nhưng mà thứ chào đón nó không phải là cái hôn của mẹ mà là cái xác lạnh lẽo của bố. Chồng của Sandra ra đi và theo khám nghiệm tử thi và suy luận của một số công tố viên thì hung thủ chính là chưa ai biết cả. Thế là phiên điều trần được diễn ra và nghi phạm thì là vợ của nạn nhân Sandra. Tất nhiên thì Sandra không phải hung thủ nhưng mà trong vụ án này thì người duy nhất có thể làm nghi phạm chỉ có cô tại vì đời sống hôn nhân trước đó của hai vợ chồng cũng đang có rất nhiều vấn đề cái thứ duy nhất nhất mà không có vấn đề thì chỉ có áo của Trung cuối và figure của Trung figure nên mà chúng tôi đang có cực kỳ nhiều ưu đãi trong cái tháng này nên là các bạn có thể vào ngay shopee hoặc vào là các nền tảng khác để mua ngay cho mình một chiếc áo và chúng tôi cũng nhận đặt áo theo số lượng lớn nên là các bạn có thể liên hệ vào fanpage của Trung cuối thêm một nữa đây chúng tôi mới chạy lại group phim này hay phết nên mà chúng tôi sẽ bàn luận tranh luận chém gió với nhau về phim và vui nhất là trêu mấy cái đứa xích phim link group trong phần mô tả và bình luận quay trở lại với video thì sandra và chồng yêu nhau nhưng không hiểu nhau nhất là từ sau vụ tai nạn khiến con trai của hai người bị mất thị giác và mối quan hệ vợ chồng của họ thì còn nhiều vết dạn hơn cả bụng của Sandra sau khi đẻ nhưng mà thay vì lôi nhau ra tòa ly hôn thì họ lại chọn là lôi nhau lên núi tuyết để sống và kết cục thì là chưa kịp hiểu nhau thì đã đi rồi nhìn chung thì đây là một bộ phim mà nửa trinh thám và nó dài dài lắm nhưng mà tôi lại không quá chán khi xem thì tôi nghĩ là do đạo diễn biết cách để câu chuyện lên cao trào và úp mở những bí mật về lòng người nhiều lúc thì chính tôi khi xem cũng nghi ngờ một chút nhân vật chính spoil một tí nhé thì theo như cái kết của phiên điều trần Sandra trắng án nhưng mà không có nghĩa là cô vô tội Cô được kết luận trắng án tại vì phía công tố không đủ bằng chứng luận tội và tất cả là nhờ lời khai của đứa con ở cuối phim chứng minh rằng người bố bị trầm kẽm nên là mới dẫn đến tự kết liễu mình nhưng mà cũng không thể loại trừ trường hợp là cả hai mẹ con đều đang nói dối và bao che cho nhau để thoát tội. Cái kết của cái phim này đúng kiểu là muốn hiểu nào hiểu ấy. Sau hai tiếng rưỡi ngồi xem thì tôi thấy là phim hay, không phí thời gian tí nào, rất nên xem. Thì đó là phim với thời châu Âu hiện đại. Bây giờ chúng ta đến với phim Poor Things ở một thời đại trong mơ, giao thoa giữa thời Victoria và phục hưng ý. Câu chuyện thì bắt đầu bằng mắc một sinh viên y được cử đến làm trợ lý cho Green Goblin tức là tiến sĩ Goodwin ông này thì khá dị trong nhà toàn chó thân vịt và thiên nga thân cừu nhưng mà dị nhất là đứa con gái nuôi của ông Bella và một cái thời gian không xác định trước đây thì Godwin đã vô tình vớt được một cô gái trên sông sau đấy thì ông đưa cô này về nhà nhưng mà cô này đi theo Michael Jackson rồi nên là ông này cho cô một cái chuyển sinh làm Kenzaku cái não của đứa trẻ trong bụng cô thay vì cái não đã chết của cô gái từ đó thì một người trưởng thành mang bộ não trẻ con ra đời tôi cảm thấy là cái việc cấy ghép như này khá là loàng và nếu mà tuổi thấy thì tôi sẽ cho Godwin xem TikTok mẹ đi để biết là người lớn mà não trẻ con như nào quay trở lại với Max thì anh này là người hỗ trợ theo dõi tình hình học tập và phát triển của Bella mà lửa gần dơm lông ngành cũng bén Max và Bella nảy sinh tình cảm với nhau nhưng mà Bella thì muốn được khám phá thế giới ngoài kia nên đã bỏ lại Max và cha nuôi để chạy trốn cùng một người đàn ông tên là Duncan hai khứa này rủ nhau đến Lisbon rồi lên tàu thủy tới Paris trên tàu thì Bella thấy thương cảm cho hoàn cảnh của những người khó khăn nên là đã lấy hết tiền vừa thắng bạc của Duncan để cho họ <laughs> Báo điên Từ thiện là tốt nhưng mà tư bản thì không quan tâm Nên là họ bị cho xuống tàu và đến Paris Với không một xu dính túi Vốn có đam mê với tình dục từ trước đấy Nên là Bella đã quyết định đi làm gái Vừa được sướng lại còn vừa có tiền Và tất nhiên là Đăng Can chỉ ngu khi yêu Bella thôi Chứ không ngu gì mà chịu người yêu mình đi làm gái Đăng Can không chấp nhận và chia tay nhau Bella tự mình ra xã hội làm ăn bên trải ở Paris Một thời gian sau Max qua Duncan biết được địa chỉ của nhà Bella Anh ta gửi cho Bella một bức thư Nhắn rằng tiến sĩ Godwin đang ốm nặng Chắc là không sống lâu được nữa đâu Thế là Bella quyết định trở về London làm hòa với bố nối lại tình xưa cùng Max nhưng mà trong đám cưới của hai người Duncan lại đưa tới một người đàn ông ông ta nhận mình là chồng của Victoria tên của mẹ Bella tức là cơ thể của cô hiện tại ông này đòi Bella phải về nhà Bella thì cũng muốn tìm hiểu về nguồn gốc của mình nên là cũng đi theo luôn thế là Max lại làm set boy lần hai về phía Bella thì sau khi quay lại nhà chồng cũ cô chỉ cảm nhận được một cuộc sống ngột ngạt bế tắc chồng đi ra trưởng lại còn xấu dai đã quá bực mình nên là Bella quyết định phản kháng bắn tên chồng và thay não của anh ta bằng não dê ác vết chung là câu chuyện của phim này nó đá lắm và đây hoàn toàn là một thế giới siêu giả tưởng chắc chắn là đạo diễn không phải Trấn thành poor things thực sự là khá khó hiểu và vài dòng tóm tắt thì chắc chắn sẽ không thể hiện được hết nội dung phim nên là thôi xem phim đi ok nãy giờ toàn mấy phim nghệ thuật khó hiểu nha nên là chúng ta để dành não cho phim past life một câu chuyện về mối lương duyên của ba người na dung hê sung và arthur khi mới 12 tuổi thì na dung và hê sung là một cặp bạn thân hai đứa đều thích nhau nhưng vào một ngày đẹp rời thì gia đình của cậu chuyển tới canada na dung và hê sung còn chưa kịp chào tạm biệt nhau tử tế thì đã time mẹ nó skip 12 năm trôi qua Na -jong giờ đã là một nhà văn thành đạt sống ở New York còn Hê Sung thì đang học đại học ngành điện ở Hàn Quốc Na Jong nhận ra là Hê Sung vẫn luôn tìm kiếm mình thậm chí là còn stock cả Facebook của bố cô nhưng mà vì Na Jong sau khi qua Canada đã đổi tên bây giờ cô này tên là Nora nên là Hê Sung thì mới không thể tìm được về phần Na Jong thì thực ra là cô này cũng muốn gặp lại Hê Sung nên đã quyết định kết bạn Facebook nối lại tình xưa từ đó thì cả hai người ngày nào cũng học qua Zoom nhưng mà hạnh phúc được không lâu tại vì là yêu xa mà yêu xa có khác gì cất đâu Na -jong thì không thể về Hàn Quốc thì Hê Sung cũng không thể đến Mỹ hiểu được điều này nên là Nora đã đề nghị kết thúc mối quan hệ này trước và chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì phim lại tham skip 12 năm trôi qua Nora giờ đã lấy chồng tên là Arthur Arthur là một nhà văn cực kỳ cháy tại vì là người do thái đang định cư tại Mỹ cuộc sống của họ thì nhìn chung rất hạnh phúc nhưng một ngày thì Nora nhận được liên lạc từ Hai Sung và cuối cùng thì cũng tới được Mỹ và muốn gặp Nora nghe vợ mình gặp lại tình đầu đã thơ cáo phết ấy. nhưng mà Hai Sung thì không có ý định đập chậu cấp hoa mà chỉ muốn Nora và mình có cơ hội tạm biệt nhau một cách tử tế tại vì trong suốt quãng thời gian hai lần mười 12 con giáp kể từ khi xa nhau thì cả hai người vẫn chưa một lần được tạm biệt nhau một cách tử tế. Hê Sung thì vẫn còn tình cảm với Nora nhưng mà khi gặp lại sau 24 năm nhìn thấy Crush đang có một cuộc sống hạnh phúc với chồng thì anh này cũng hiểu là đây mới thực sự là nơi cô thuộc về. Cuối cùng thì sau buổi ăn tối cả hai tạm biệt nhau, ai về nhà nấy. Hê Sung về Hàn Quốc còn Nora thì về lại với Arthur. Thế là phim hết thôi. Nói chung là tôi đánh giá phim này là ứng dụng gọi xe tức là bè mà bè ở đây là best ending đấy. Tôi thấy là không còn một cái kết nào hợp lý hơn cho Nora và Hê Sung sau 24 năm bỏ lỡ nhau. Tiếp theo thì chúng ta cũng có một câu chuyện tình yêu khác cũng được đề cử ở oscar có tên là maestro phim này thì xoay quanh mối tình của nhạc trưởng leonard bernstein với vợ của ông này là Felicia Monte Carlo thì đấy nói chung một tên bà đây là như này thì đây hoàn toàn là một câu chuyện có thật về những con người có thật đầu tiên là câu chuyện của Bernstein khi mà ông được thay thế bởi Bruno Walter chỉ huy buổi hòa nhạc ở Carnegie Hall và nhờ hai khi nhân vật chính mà buổi hòa nhạc hôm đấy của Bernstein cực kỳ thành công từ sau đó thì tên tuổi của Bernstein được rất nhiều người chú ý trong đó thì có diễn viên Felicia Monte Carlo người mà sau này trở thành vợ của ông trai sinh gái đẹp gặp nhau thì không sớm muộn cũng yêu đương hai người kết hôn sống viên mãn đáng lẽ là như thế nhưng mà mọi chuyện chỉ thực sự bắt đầu khi mà Bernstein và Felicia về chung một nhà. Bernstein thì là nghệ sĩ mà nghệ sĩ thì phải trầm cảm. Sau khi kết hôn thì những góc khuất của ông nhạc trưởng mới càng lộ ra như việc là ông này thích một người từ cái nhìn đầu tiên trong khi đã có gia đình hay là có những mối quan hệ ngoài luồng với cả nam và nữ. ấy yeah. Felicia biết chồng mình có thói lăng nhăng nhưng mà vẫn không quay xe mà vẫn tiếp tục đứng sau ủng hộ sự nghiệp đồng thời quán xuyến cả gia đình. Nhưng mà cái bình nào thì cũng chỉ chứa được một lượng nước nhất định thôi. Felicia thì cứ liên tục bỏ qua mấy vụ lăng nhăng của chồng còn ông này thì vô tri nghĩ là vẫn giấu được nhưng mà thực ra là bị phát hiện hết rồi sự khác biệt trong lối sống và mong muốn được bộc lộ cái tôi của cả hai khiến họ dần mất kết nối nhất là khi Felicia bắt quả tang chồng đang tán tỉnh nhân tình và cảm bệnh ung thư phổi của mình cùng một lúc đến lúc này thì hai vợ chồng phải học cách chấp nhận số phận đối mặt với thực tế nghiệt ngã và rất may nhé, may là Bernstein chọn ở bên cạnh chăm sóc vợ mình cho đến khi bà này ngục ngã trước bệnh tật khi mày được làm theo dạng đan xen giữa phỏng vấn và thực tế và câu chuyện trong quá khứ cái cách kể này thì không phải là mới nhưng mà nó vẫn khá hay chỉ là tôi không thực sự ủng hộ cái tình yêu này cho lắm nhưng mà nhìn chung đây là một phim hay đáng xem và nó cũng có rất nhiều chất đời ok hết phim này quay ngược lại quá khứ hơn một chút về những năm 1970 chúng ta có the whole over hàng năm vào dịp giáng sinh tại học viện Boston sinh viên giảng viên và nhân viên đều rời trường hai tuần để nghỉ đông nhưng mà luôn có một số ít người kém may mắn không có nơi nào để về trong những ngày lễ họ được gọi là the whole overs Angus Dulley, một whole overs cũng đã ở lại trường vào kỳ nghỉ đông nhưng mà người duy nhất ở lại thì không chỉ có ông này mà còn có Paul à. một giảng viên siêu khó ưa khác cũng phải ở lại trường vào ngày nghỉ đông ông này thì có một cái khá hài là ông này cực kỳ thích lịch sử đam mê vào việc là nhìn vào quá khứ của nhân loại và lúc nào cũng nói mấy câu kiểu là nếu cậu muốn hiểu bản thân ở hiện tại thì phải biết quá khứ của mình như nào nhưng mà chính bản thân ông này thì lại chưa từng một lần dám nhìn về quá khứ của bản thân để hiểu vì sao mình lại trở thành cái phiên bản tồi tệ như ở hiện tại thì không cần nói biết là hai thầy trò này thực sự là không hợp nhau nhưng mà đấy lại chính là cái hay nhất của phim tại vì nhiều khi sự tương tác của các nhân vật tạo ra mấy cái tình huống khá hài ít nhất thì sẽ hài hơn đống mim 4 ô, 6 ô của pet anime trên Facebook Nhưng mà dù doanh thu không quá cao Nhưng mà The Whole Over vẫn được đánh giá tốt Tại vì những thông điệp nó mang lại Đề cao tình thầy trò, tình bạn, tình cảm gia đình Và tất nhiên là tình dục Đối với tôi đi thì, thì phim này không có gì quá khó hiểu Nhưng mà nó cũng không có nhiều drama như tôi kỳ vọng Nếu mà được xếp hạng thì tôi sẽ xếp phim này vào táo quân những năm 2000 Tại vì nó hài nhưng mà nó cũng ý nghĩa Và phim cuối cùng trong video này là The Zone of Interest Mở đầu bằng một gia đình 7 người với bố mẹ và 5 người con Bố thì làm quân nhân, mẹ thì ở nhà chăm sóc con cái Một gia đình hạnh phúc nếu mà không tính đến yếu tố là Nhà này nằm ngay cạnh trại tập trung Auschwitz Fact này thì cái trại này là một mạng lưới các trại tập trung hủy diệt do Đức Quốc xã dựng lên Ban đầu được dùng để giam giữ tù nhân chính trị Ba Lan Nhưng mà từ khi Hitler phát động giải pháp cuối cùng cho người Do Thái Thì ở đây thành chỗ hành quyết người do thái gia đình xuất hiện ở đầu phim là gia đình của rudolph Hoss trung tá cũng là sĩ quan chỉ huy lực lượng SS. Tổ chức này là nơi mà phải chịu trách nhiệm lớn nhất cho vụ diệt chủng 6 triệu người do Thái. Với một bối cảnh như thế thì đáng nhẽ là The Zone of Interest thì phải trông kiểu đắc đắc bù bù lờ mau. Nhưng mà đạo diễn Glazer thì lại chọn một hướng đi khá là mới mẻ, không cho khán giả thấy cảnh bên trong trại mà chỉ tập trung vào cuộc sống của gia đình Rudolf. Nhà này thì hoàn toàn chả bận tâm gì tới cái hàng rào thép gai cả, tiếng súng hay là la hét của những tù nhân do Thái. Đứa con trai của Rudolf thì còn sử dụng răng của người do Thái như bộ sưu tập đêm một lôi ra ngắm. Tôi cũng chưa biết là của người Do Thái có gì vui? Có lẽ là chúng ta nên hỏi thử trên Dark. Về phần Hedwig, người mẹ vốn khinh thường người Do Thái khi mà dọa cô hầu người Do Thái rằng tôi sẽ bảo chồng tôi Giải cho cốt của cô trên cánh đồng, nhưng mà sau đó lại cố tình đóng cửa phòng để thử chiếc áo khoác lông vừa cướp được từ người Do Thái. Bản thân Rudolph Hoss thì cũng không phải là ngoại lệ khi mà thăng cấp bằng việc áp dụng kỹ thuật mới để tàn sát người Do Thái nhanh hơn. Cả gia đình thì đều bị Đức Quốc xã tẩy não và gần quên mất là việc mình đang làm là kinh khủng thế nào. Trong cái phim này thì không hề có người đức tốt và người Do Thái thì hoàn toàn hết cứu. Cái ông đạo diễn ý hoàn toàn chả cần dùng mưa bom bão đạn gì cả để thể hiện nỗi đau của chiến tranh à thực ra là video này chưa hết đâu bây giờ mới là phim cuối cùng trong series này này killers of the flower moon osage là một bộ lạc da đỏ siêu lạc hậu bị chính phủ mỹ buộc rời khỏi vùng đất của tổ tiên nhưng mà họ đã tìm ra dầu mỏ thứ được coi như là vàng đen thế là cái bộ tộc này tự nhiên giàu lên nhanh chóng và những người osage trở thành những người giàu nhanh nhất nước mỹ siêu xe biệt thự đa quý không có gì mà họ không mua được mà tất nhiên là giàu nhanh thì kiểu gì cũng có chuyện mảnh đất định cư của người osage thu hút những nhà đầu tư từ khắp nước mỹ người ta trắng thì sấn tới để kinh doanh, kiếm trác lửa lọc và quan trọng nhất là để kết giao với người bản địa bởi vì dù sao thì đất đai ở đây cũng thuộc với những người da đỏ Osage à, Câu chuyện của bộ phim tập trung vào gia đình Ernest, một thương binh trở về từ thế chiến 1. Mặc dù là ruột đã lủng nhưng mà con cu thì vẫn hoạt động rất ngon Thế nên là chú của Ernest là William Hay đã kêu thằng cháu mình tán Molly, một cô gái da đỏ có rất nhiều dầu. Ernest thì cũng vui với cuộc sống ký sinh nên là đồng ý luôn. Thế là anh tán thử Molly, ai ngờ lại yêu nhau thật. Cuộc hôn nhân của họ diễn ra khá êm đềm cho đến khi hàng loạt người Osage qua đời một cách bí ẩn, người thì chết vì bệnh, người thì chết vì tự sát, cũng có người bị sát hại dã man. Điều này dấy lên nỗi sợ hãi với những người Osage đang sinh sống ở đó. Đỉnh điểm là khi những người thân trong nhà Molly cũng dần dần qua đời. Đầu tiên là em gái, sau đó là chị gái, rồi đến mẹ. Molly đau lắm, xong là con bị thiên đường nữa về phần của Ernest thì anh này lúc này làm tay sai cho ông chú William của mình ông chú muốn lợi dụng Ernest để lấy tiền bảo hiểm của Molly nhưng mà Ernest thì quá ngu để nhận ra cái điều này nên là cứ tiếp tục làm theo lời chú gián tiếp làm đi đời hết người này người kia những vụ án trong thị trấn thì cứ liên tiếp gia tăng lúc này thì Molly cũng không chịu nổi nữa nên là quyết định gặp luôn tổng thống cho máu yêu cầu tổng thống điều tra về những cái chết ở thị trấn tư bản đã yêu cầu thì tổng thống cũng phải nghe một đội điều tra được thành lập và tới thị trấn để điều tra về cái chết của những người Osage tổ điều tra lần theo những manh mối còn lại và thông qua hiện trường mà người dân thì họ tìm ra được thủ phạm tóm được đuôi của Ernest cùng chú mà đến nước này muốn trốn tội thì chắc là chỉ có chôn VN thôi sau phiên điều trần thì chú của Ernest bị khép tội kết án trung thân nhưng mà do cải tạo tốt nên được ra tù sớm qua đời ở viện dưỡng lão hưởng thọ 37 tuổi về phần của Ernest thì anh này cũng hưởng án trung thân nhưng mà cũng ra tù sớm hơn thời hạn sau khi tại ngoại thì dọn đến sống cùng em trai bộ lạc Osage và thị trấn quay lại về hình dáng vốn có của nó nói chung là phim của Leonardo DiCaprio chọn thì tôi thấy là chắc chắn là không chán được phim hay cuốn đặt ra cho người xem một câu hỏi về cái gọi là thiện và ác đối với người osage thì dân da trắng là bọn ngoại lai đáng kỳ thị nhưng mà đối với dân da trắng thì người osage lại là những mỏ vàng siêu chất lượng nói chung là phim thật giả trắng đen lẫn lộn dù là trong phim không có một ông da đen nào phim này được kể theo kiểu là slow burn tức là phim cực kỳ chậm nó dài gần 3 tiếng nhưng mà vì kể theo kiểu này nên là phim nó dễ hiểu hơn chốt lại thì phim hay leonardo dicaprio vẫn đẹp trai nên xem và đó là recap của chúng tôi về oscar 2024 các bạn thấy sao hãy để lại một comment